Xin kính chào quý vị và các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng của chúng tôi, phiên giao dịch thứ nhất đầu giờ sáng ngày 26 tháng 2 năm 2020. Theo các chuyên gia về kinh tế và tài chính, giá vàng trong nước chịu sự ảnh hưởng rất lớn của giá vàng trên thế giới. Trong khi đó, giá vàng trên thế giới lại chịu sự tác động của dịch Covid-19. Diễn biến xu hướng giá vàng trên thế giới rất khó dự báo vì có thể lên xuống theo từng ngày, phụ thuộc vào những thông tin dịch bệnh được kiểm soát hoặc có thêm những diễn biến xấu từ một số quốc gia, và đặc biệt tâm điểm của dịch Covid-19 đó là Trung Quốc và hiện nay đang lan sang một số quốc gia khác như là Hàn Quốc, Italia, Iran, v.v. Nhiều chuyên gia nhận định giá vàng trên thế giới có thể lên đến 1.800 USD trên một ounce và thậm chí lên đến mốc 2.000 USD trên một ounce. Tuy nhiên, vàng dễ biến động khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong mấy ngày nay liên tục nhảy múa. Tại các thị trường trong nước, giá vàng có những đợt tăng vọt lên đến 49 triệu đồng trên một lượng. Đây là mức cao nhất kỷ lục từ năm 2011 cho đến nay. Trái ngược diễn biến tăng nóng cách đây 2 ngày, giá vàng trong nước hôm nay của các doanh nghiệp đang được điều chỉnh theo hướng đó là giảm về giá mua và giá bán. Có những hệ thống vàng giảm đến 3 triệu đồng trên một lượng, và hầu hết hiện nay giá vàng đang phổ biến ở mức 47 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể như công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, trong ngày hôm nay giá vàng giảm đến 1,3 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 1,6 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giảm 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào và 2,1 triệu đồng ở chiều bán ra. Thậm chí với giá bán vàng miếng ở mức 47 triệu đồng thì tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý đã giảm đến 2,3 triệu đồng so với phiên giao dịch chiều ngày hôm qua. Tương tự như thế thì một số hệ thống vàng như Bảo Tín Minh Châu, công ty vàng bạc và quý Phú Nhuận PNG cũng đã giảm 2 triệu đồng ở cả lần lượt hai chiều mua vào và bán ra. Các hệ thống vàng nữ trang 10K, 14K, 18K và 24K cũng đều có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, nhẫn 4 số 9 và vàng nữ trang 4 số 9 cũng lần lượt giảm đó là 1 triệu 6 và 2,1 triệu đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể giá vàng trong sáng ngày hôm nay ngày 26 tháng 2 được niêm yết như sau. Thứ nhất đó là đối với vàng nữ trang và nhẫn 4 số 9. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay, vàng nữ trang và nhẫn 4 số 9 đều có xu hướng giảm. Mức giảm dao động 405.000 cho đến 1 triệu 350.000 đồng trên một lượng tùy thuộc vào các hệ thống vàng và chiều mua và chiều bán. Cụ thể như sau, đối với nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ hiện nay đang được niêm yết mức giá đó là 46 triệu 250.000 đồng trên một lượng và bán ra là 47 triệu 350.000 đồng trên một lượng. Đối với chiều mua vào là giảm 950.000 đồng và bán ra là giảm 1 triệu 350.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 chiều mua vào là 45 triệu 950 và bán ra là 47 triệu 250.000 đồng trên một lượng. Đối với chiều mua vào giảm 1 triệu 050.000 đồng và bán ra là giảm 1 triệu 450.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 24K chiều mua vào là 45 triệu 282.000 đồng trên một lượng và bán ra là 46 triệu 782.000 đồng trên một lượng. Đối với chiều mua vào là có giảm 1 triệu 136.000 đồng và bán ra là giảm 1 triệu 436.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 18K chiều mua vào là 33 triệu 591.000 đồng trên một lượng và bán ra là 35 triệu 591.000 đồng. Đối với chiều mua vào là giảm 888.000 đồng và bán ra là giảm 1.088.000 đồng trên một lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn đối với vàng nữ trang 14K cũng có xu hướng giảm lần lượt là 645.000 đồng và 845.000 đồng ở chiều mua và chiều bán. Và hiện nay chiều mua đang niêm yết mức giá 25.700.000 và chiều bán đó là 27.700.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 10K chiều mua vào niêm yết mức giá 17.855.000 đồng và bán ra là 19.855.000 đồng. Chiều mua vào là giảm 405.000 và bán ra là giảm 605.000 đồng trên một lượng. Đó là đối với các vàng nữ trang và nhẫn 4 số 9 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Còn đối với hệ thống SJC, trong buổi sáng ngày hôm nay thì đều giảm 1.300.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 1.600.000 đồng ở chiều bán ra. Cụ thể như SJC ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 46.500.000 đồng và bán ra là 47.400.000 đồng trên một lượng. SJC ở Hà Nội chiều mua vào niêm yết mức giá 46.500.000 và bán ra là 47.420.000 đồng trên một lượng.
Chiều mua vào giảm 1 triệu 3 và chiều bán ra là giảm 1 triệu 6. Hệ thống Doji ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có xu hướng giảm. Cụ thể như là Doji ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào niêm yết mức giá 46 triệu 400 và bán ra là 47 triệu 200. Chiều mua vào giảm 1 triệu 3 và chiều bán ra là giảm 2 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng. Doji ở Hà Nội chiều mua vào là 46 triệu 200 nghìn đồng và bán ra là 47 triệu 200 nghìn đồng. Chiều mua vào giảm 1 triệu 500 nghìn đồng và bán ra là giảm 1 triệu 950 nghìn đồng trên một lượng. Hệ thống PNG ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội thì có mức giá như nhau và có xu hướng giảm cũng như nhau. Mức giảm ở chiều mua vào là 1 triệu 200 nghìn đồng và bán ra là giảm 1 triệu 900 nghìn đồng. Và hiện nay chiều mua vào ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang điểm niêm yết mức giá đó là 45 triệu 800 nghìn đồng và bán ra là 47 triệu 300 nghìn đồng trên một lượng. PNG thì vàng Phú Nhuận thì đều có mức giá như nhau là như vậy. Tiếp theo đó là đối với hệ thống vàng Phú Quý, chiều mua vào đang niêm yết mức giá 46 triệu 200 và bán ra là 47 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng. Đối với chiều mua vào là có giảm 1 triệu 600 nghìn đồng và bán ra là giảm 2 triệu 300 nghìn đồng, giảm rất là sâu các bạn nhé. Hệ thống Bảo Tín Minh Châu chiều mua vào là 46 triệu 150 nghìn đồng trên một lượng và bán ra là 47 triệu đồng trên một lượng. Chiều mua vào của Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu 150 nghìn đồng và bán ra là giảm 2 triệu 050 nghìn đồng trên một lượng. Hệ thống My Hồng chiều mua vào là 45 triệu 500 và bán ra là 47 triệu. Chiều mua vào giảm 1 triệu rưỡi và chiều bán ra là giảm 2 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với tại các ngân hàng trong ngày hôm nay cũng đều có xu hướng giảm. Mức giảm dao động ở chiều mua vào đó là giảm từ 1 triệu 3 cho đến 1 triệu 9. Còn đối với chiều bán ra giảm từ 2 triệu cho đến 2 triệu 6 trên một lượng. Cụ thể như sau, đối với hệ thống ngân hàng Exim Bank chiều mua vào đang niêm yết mức giá 46 triệu 500 và bán ra là 47 triệu 300 nghìn đồng trên một lượng. Đối với Exim Bank này chiều mua vào giảm 1 triệu rưỡi và chiều bán ra là giảm 2 triệu đồng trên một lượng. Tại ngân hàng ACB chiều mua vào là 46 triệu 300 nghìn đồng và bán ra là 47 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng. Đối với chiều mua vào của ngân hàng ACB này giảm 1 triệu 7 và bán ra là giảm 2 triệu 300 nghìn đồng trên một lượng. Còn đối với ngân hàng Sacombank chiều mua vào đang niêm yết mức giá 45 triệu 700 nghìn đồng và bán ra là 46 triệu 900 nghìn đồng trên một lượng. Chiều mua vào giảm 1 triệu 300 nghìn đồng và bán ra là giảm 2 triệu 130 nghìn đồng trên một lượng. Ngân hàng SCB chiều mua vào đang niêm yết mức giá 45 triệu 900 và giảm 1 triệu 9. Còn chiều bán ra là niêm yết 1 triệu 690 nghìn đồng và giảm 2 triệu 600 nghìn đồng. Đây là mức giá giảm kỷ lục nhất của tất cả các hệ thống vàng của chiều bán ra giảm đến 2 triệu 6 trong ngày hôm nay. Còn đối với hệ thống SJC ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì các địa phương khác cũng đều có xu hướng giảm. Cụ thể như sau, tại Đà Nẵng chiều mua vào đang niêm yết mức giá 46 triệu 500 ở chiều mua vào và bán ra là 47 triệu 420 nghìn đồng. Tại Nha Trang chiều mua vào là 46 triệu 490 nghìn đồng và bán ra là 47 triệu 420 nghìn đồng. Tại Cà Mau chiều mua vào đang niêm yết mức giá 46 triệu 500 nghìn đồng và bán ra là 47 triệu 420 nghìn đồng. Và lần lượt các địa phương này đều giảm chiều mua vào là 1 triệu 300 nghìn đồng và bán ra là giảm đến 1 triệu 600 nghìn đồng trên một lượng. Tại Bình Phước chiều mua vào niêm yết mức giá 46 triệu 470 nghìn đồng và bán ra là 47 triệu 430 nghìn đồng và cũng có mức giảm tương tự như là các hệ thống trên, 1 triệu 3 ở chiều mua vào và 1 triệu 6 ở chiều bán ra. Tại Huế chiều mua vào là 46 triệu 480 nghìn đồng và bán ra là 47 triệu 420 nghìn đồng trên một lượng. Tại thị trường vàng ở Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai, hiện nay mua vào đang niêm yết mức giá 46 triệu rưỡi và bán ra là 47 triệu 400 nghìn đồng và cũng có mức giảm tương tự là 1 triệu 3 và 1 triệu 6. Tại thị trường vàng miền Tây, chiều mua vào đang niêm yết mức giá 46 triệu 500 nghìn đồng và cũng giảm 1 triệu 300 nghìn đồng và bán ra là 47 triệu 400 nghìn đồng và cũng giảm 1 triệu 600 nghìn đồng. Tại Quảng Ngãi, chiều mua vào là 46 triệu 500 nghìn đồng và bán ra là 47 triệu 400 nghìn đồng. Tại thị trường vàng ở Đà Lạt, chiều mua vào là 46 triệu 520 nghìn đồng trên một lượng và bán ra là 47 triệu 450 nghìn đồng trên một lượng và cũng có mức giảm tương tự là 1 triệu 300 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu 600 nghìn đồng ở chiều bán ra.
Tại thị trường Long Xuyên, vàng Long Xuyên ở tỉnh An Giang hiện nay đang niêm yết mức giá 46.500.000 đồng và bán ra là 47.400.000 đồng trên một lượng, và cũng có mức giảm 1.300.000 ở chiều mua vào và 1.600.000 đồng ở chiều bán ra. Đó là thông tin về giá vàng trong phiên cập nhật đầu giờ sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 2020, và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn bản cập nhật chi tiết giá vàng của những phiên báo giá tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.